Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Huyện Bắc Quang khai mạc tuần lễ cam và khai vụ thu hoạch sản phẩm cam sành niên vụ 2023-2024. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang thăm, chúc Tết, tặng quà một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tỉnh Hà Giang đạt 20 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông năm học 2023-2024. Khách sạn Yên Biên Luxury được trao giải thưởng du lịch ASEAN ở hạng mục địa điểm tổ chức sự kiện. Chuyện về những nhà báo, phóng viên tác nghiệp nơi đầu sóng ngọn gió tại quần đảo Trường Sa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và giữ vững vị thế, thương hiệu cho sản phẩm cam sành của huyện, tối ngày 26 tháng 1, huyện Bắc Quang đã tổ chức khai mạc tuần lễ cam và khai vụ thu hoạch sản phẩm cam sành niên vụ 2023-2024. Dự có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tổng diện tích cam sành huyện Bắc Quang hiện có trên 2.000 hecta, sản lượng niên vụ 2023-2024 ước đạt trên 22.000 tấn. Nhiều năm nay, sản phẩm cam sành của huyện Bắc Quang nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung đã được đưa lên sàn thương mại điện tử, nên giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm tốt hơn và giúp quảng bá để người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Trong tuần lễ cam và khai vụ thu hoạch sản phẩm cam sành niên vụ 2023-2024, 14 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ trồng cam đã mang đến những sản phẩm cam đẹp nhất, ngon nhất để tham gia. Những cái quả cam ngon, ngọt, vị ngọt từ thiên nhiên. Tham gia tuần lễ cam cũng mong gia đình bán được nhiều cam, với cả xã bán được nhiều cam. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành, huyện Bắc Quang đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, khuyến khích người dân sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời quan tâm tổ chức tuần lễ cam và khai vụ thu hoạch sản phẩm cam sành niên vụ 2023-2024 nhằm thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm cam sành của địa phương. Bà con nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội để quảng bá cái sản phẩm cam sạch, sản phẩm cam sản xuất theo chương trình Việt Gáp của địa bàn huyện Bắc Quang đối với các khách hàng trong và ngoài tỉnh. Và qua cái cơ hội này để quảng bá cái hình ảnh của Bắc Quang là hình ảnh những cái sản phẩm sạch, những cái thương hiệu sạch. Tuần lễ cam và khai vụ thu hoạch sản phẩm cam sành niên vụ 2023-2024 của huyện Bắc Quang sẽ góp phần tiếp tục tăng cường sự kết nối giữa cung và cầu, hỗ trợ tích cực cho việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm và khẳng định vị thế sản phẩm cam sành của địa phương. Tiếp tục chuyến thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chiều ngày 26 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang gồm đồng chí Phạm Thúy Trinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Hà Giang đã thăm tặng quà Tết tại hai xã Sủng Thài và Sủng Tráng, huyện Yên Minh. Tại đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phạm Thúy Trinh và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đã trao 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị trường học trên địa bàn hai xã Sủng Thài và Sủng Tráng, huyện Yên Minh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Qua đó thể hiện tình cảm, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phạm Thúy Trinh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Cũng trong chiều ngày 26 tháng 1, đồng chí Tráng A Dương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã đi thăm tặng quà và chúc Tết 50 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi của xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì. Trao 50 suất quà cho 50 hộ gia đình và tặng quà cho cấp ủy chính quyền xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc Quốc hội Tráng A Dương chúc cấp ủy chính quyền và người dân xã Đản Ván đón năm mới sức khỏe, ấm no, hạnh phúc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Đồng chí Tráng A Dương đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, không nơi nương tựa và làm tốt công tác an sinh xã hội để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân vui Tết đầm ấm, đủ đầy, an toàn, hạnh phúc.
việc thăm tặng quà có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên người dân xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì có thêm điều kiện đón xuân vui Tết đầm ấm, hạnh phúc. Tối ngày 26 tháng 1, Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Câu lạc bộ Thơ ca thành phố Hà Giang tổ chức giao lưu thơ nhạc thiết thực mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Giao lưu thơ nhạc là một hoạt động thường niên thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón năm mới của Thư viện tỉnh Hà Giang. Tại buổi giao lưu, có 17 tiết mục hát, múa, thơ ca được biểu diễn trình bày với nội dung đặc sắc, có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và nét đẹp văn hóa dân tộc. Mỗi khi Tết đến xuân về đã thu hút được sự cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt, qua đó góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Những bài hát, bài thơ viết về mảnh đất con người Hà Giang cho thêm tự hào và thêm yêu mảnh đất miền biên viễn, cực bắc của Tổ quốc. Ngày 26 tháng 1, Học viện Chính trị Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khánh thành công trình nhà ăn bán trú tại điểm trường Hòa Sơn, trường mầm non Thuận Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Sau hơn một tháng thi công, công trình nhà ăn bán trú điểm trường Hòa Sơn, trường mầm non Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí là 150 triệu đồng. Đây là công trình hết sức ý nghĩa, giúp cô và trò nhà trường có điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt hơn để nỗ lực học tập, công tác, vượt hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời thể hiện sự chia sẻ của cán bộ, giảng viên, học viên chính trị công an nhân dân, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dịp này, Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng đã trao tặng nhà trường nhiều phần quà như gạo, áo ấm, bàn ghế ăn, tủ lạnh, máy tính, bếp ga, dụng cụ nhà bếp và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng trị giá các phần quà là 55 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Học viện cũng dành tặng 70 chiếc đệm và đồ dùng học tập cho các cháu học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Thuận Hòa. Dụng cụ, thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết tại điểm trường Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tổng giá trị quà trên 50 triệu đồng. Chiều ngày 26 tháng 1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B120 cho 71 học viên thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy Hà Giang và Huyện ủy Vị Xuyên. Trong thời gian học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, xây dựng Đảng, quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp các học viên nâng cao nhận thức, củng cố và nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị, có trình độ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, khi trở về đơn vị công tác, các học viên tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, vận dụng những kiến thức đã được lĩnh hội, áp dụng vào thực tiễn, qua đó xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh, toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, tỉnh Hà Giang có 20 thí sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải nhì, 5 giải ba và 13 giải khuyến khích. Đây là năm đầu tiên tỉnh Hà Giang có số lượng giải đạt nhiều nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024, tỉnh Hà Giang có 82 thí sinh dự thi ở 9 bộ môn, gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Kết quả đã có 20 thí sinh đạt giải, gồm 2 giải nhì, 5 giải ba và 13 giải khuyến khích. Đây là kết quả vượt bậc so với những năm trước và đặc biệt cũng là năm đầu tiên tỉnh Hà Giang có học sinh đạt giải cao ở các môn thi. Em cảm thấy vui vì nó là kết quả của hành trình rất là nỗ lực của em cũng như là các thầy cô giáo trong nhà trường. Mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều trong cái hành trình đấy. Điều đáng ghi nhận chính là sự chuyển biến về chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh với việc đã có 7 trên 9 môn thi tham gia đều có giải. Trong đó có những môn thi tự nhiên như toán, hóa sau rất nhiều năm mới có giải trở lại. Đáng lưu ý, nhiều em học sinh lần đầu tham gia thi hoặc thi vượt cấp đã đạt giải. Sau khi nhận được kết quả, em cảm thấy rất vui vì nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp ạ. Và em mong rằng đây sẽ là động lực để cho bản thân em và các bạn cũng như thế hệ sau sẽ là cố gắng tiếp tục để mang lại thêm những thành công khác đến cho tỉnh Hà Giang ạ. Nỗ lực thôi là chưa đủ bởi vì mình cần có một cái sức khỏe tốt để có thể có một tư duy tốt và một cái tinh thần tốt. Và đồng thời mình cũng phải có những người bạn thật là có cùng đam mê, có cùng chí hướng để mình có thể cùng trao đổi cái tinh thần học tập của mình.
Có thể thấy kết quả đạt được là sự minh chứng cho hướng đầu tư đúng đắn của công tác giáo dục mũi nhọn của tỉnh và những nỗ lực miệt mài của các thầy cô giáo ở trường Trung học phổ thông chuyên trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, qua đó tạo nền tảng, động lực lớn cho những năm tiếp theo. Giáo viên, lãnh đạo là phải thổi được hồn vào cho học sinh để học sinh tận tâm để thực hiện công việc học tập say mê. Nếu không thổi hồn vào cho học sinh thì học sinh không say mê, thì có giáo viên có tốt đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không đạt được những kết quả. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để đổi mới chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện, không phải là câu hỏi mới. Nhưng để có câu trả lời luôn là vấn đề mới đặt ra đối với cán bộ quản lý, giáo viên và các em học sinh. Có thể thấy từ kết quả của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay đã cho thấy chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Hà Giang đang có những bước đi đúng hướng. Tiếp tục là tin vui đầu năm đối với ngành du lịch, dịch vụ. Vào tối ngày 26 tháng 1, tại thành phố Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á 2024. Khách sạn Yên Biên của tỉnh Hà Giang vinh dự là một trong năm đơn vị được vinh danh trao thưởng ở hạng mục địa điểm tổ chức sự kiện. Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện thường niên được tổ chức với sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch khu vực Đông Nam Á. Qua đó, tôn vinh các địa phương, đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN. Việc khách sạn Yên Biên Luxury được trao giải thưởng ở hạng mục địa điểm tổ chức sự kiện đã cho thấy vị thế, hình ảnh của du lịch Hà Giang đang ngày càng được khẳng định, nâng tầm trên bản đồ du lịch của khu vực. Tiếp nối những thành công mà ngành du lịch Hà Giang đã đạt được trong năm 2023. Đây là lần thứ tư Hà Giang được trao tại các hạng mục của ASEAN kể từ năm 2017 đến nay. Trước đó vào năm 2017, giải thưởng Homestay ASEAN được trao cho Homestay Giao tại làng văn hóa du lịch Nạm Đăm, huyện Quản Bạ. Năm 2022, giải thưởng khách sạn xanh ASEAN được trao cho khu nghỉ dưỡng Hmong Village. Năm 2023, giải thưởng ASEAN về lĩnh vực du lịch cộng đồng được trao cho làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nạm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ. Đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2017-2021 định hướng đến năm 2030 được ban hành đã thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ thông qua nâng cao chất lượng nhân lực, tận dụng tuyến điểm du lịch và cải thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Nhờ đó, ngành du lịch dịch vụ của huyện Hoàng Su Phì đã có sự bứt phá, phát triển mạnh mẽ. Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên là một minh chứng về thành công trong phát triển du lịch cộng đồng. Từ một vùng đất nghèo, nhờ sự đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng, nay thôn đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Với 28 hộ gia đình kinh doanh homestay và 5 khu nghỉ dưỡng, hàng năm tổng doanh thu từ du lịch cộng đồng đạt trên 3 tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân địa phương. Thông qua cái du lịch ấy thì mình được giao lưu với những người bên ngoài và phải nói đúng là những được giao tiếp với những người có tri thức để được mở mang cái tầm nhìn cũng như là để tạo được cái thu nhập cho bà con. Xác định phát triển du lịch là một trong những chương trình trọng tâm, mục tiêu đột phá đưa ngành du lịch trở thành kinh tế phát triển toàn diện, giúp người dân giảm nghèo. Ngoài chỉ đạo quản lý, phát huy tốt giá trị các di tích, di sản, thì huyện Hoàng Su Phì còn là mảnh đất giàu tiềm năng để khai thác các thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, khám phá mạo hiểm. Huyện Hoàng Su Phì cũng đã quan tâm trong cái việc là phát triển du lịch gắn với văn hóa của đồng bào dân tộc. Do đó, huyện cũng đã mở cửa, tạo điều kiện trải thảm đỏ để các cái nhà đầu tư, các cái công ty lữ hành để xây dựng các cái tour tuyến đưa khách du lịch nội địa cũng như khách du lịch quốc tế đến với huyện Hoàng Su Phì. Vùng đất vỏ cây vàng đang vươn mình phát triển mạnh mẽ về du lịch với việc hàng năm tổ chức thành công sự kiện tuần văn hóa du lịch qua những miền di sản ruộng bậc thang cũng như nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc của các dân tộc gắn với quảng bá xúc tiến các sản phẩm du lịch của địa phương. Qua đó tạo ấn tượng sâu sắc với du khách, đồng thời là dịp để huyện đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Và mình khắp dọc đường mình thấy rất nhiều cảnh đẹp, nhưng mà chỗ này thì tuyệt vời. Hôm nay ánh nắng mặt trời chiếu xuống đây và cái homestay này hết sảy. Ngay đúng chỗ mà mình muốn nó dừng lại, tại tới chiều rồi. Mình cũng đi mâm xôi ở một căn trại. Nhưng mà mình thấy chỗ này rất là đẹp,
đẹp là tại vì nó có một dòng suối đằng sau. Bay flycam rất là hay. Từ năm 2020 đến nay, huyện Hoàng Su Phi đã đón 165.670 lượt khách, trong đó khách nước ngoài là 2.415 lượt, tổng doanh thu ước đạt 140,35 tỷ đồng. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp bảo tồn và thúc đẩy giá trị văn hóa, tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi phóng viên, nhà báo thì việc được ra quần đảo Trường Sa tác nghiệp luôn là niềm mong ước. Bởi đến với Trường Sa, đó không chỉ là cách thể hiện tình yêu, hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà mỗi phóng viên, nhà báo còn là cầu nối mang đến khán thính giả, độc giả những thông tin về cuộc sống bình dị mà gắn kết keo sơn giữa quân và dân nơi đảo xa. Theo kế hoạch, hai bên gia đình đã thống nhất ngày 2 tháng 1 năm 2024 vừa qua sẽ là ngày mà Trần Thị Huyền Tâm, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hòa Bình đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, khi được thông báo tham gia đoàn công tác thăm và chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, tức là trước ngày đăng ký kết hôn một ngày, nữ phóng viên trẻ nhất trong đoàn công tác lần này đã không ngần ngại xin phép bạn trai và hai bên gia đình lùi ngày đăng ký kết hôn để lên đường. Sau khi mà kết thúc cuộc hành trình này thì cũng sẽ để lại cho em rất là nhiều những cái ấn tượng và những cái cảm xúc rất là khó quên ạ. Và sau khi về thì em sẽ muốn là cái tâm huyết của mình thì được gửi gắm vào những cái hình ảnh và những cái lời viết của mình. Còn về hạnh phúc cá nhân của em thì sau khi kết thúc cuộc hành trình này thì chắc chắn là về em cũng sẽ về với tổ ấm của mình. Còn với nhà báo Huyền Khắc An, hiện đang công tác tại báo Nghệ An, tâm niệm đây là chuyến đi có ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm báo của anh. Bởi trong tổng số 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988, có một người bạn thân thiết thời niên thiếu của anh. Trong hải trình ngàn dặm đến các đảo của quần đảo Trường Sa, nhà báo Nguyễn Khắc An luôn cảm thấy dường như hình bóng và những câu chuyện của người bạn thân luôn dạt dào như sóng vỗ trong tâm khảm. Khi đến ngay sông Tử Tây thì việc đầu tiên của tôi là tìm đến chùa, thắp hương cho tất cả mọi người tất nhiên rồi. Nhưng tôi vẫn tìm đến Lê Bà Giang thứ tự số 12 và nói với bạn rằng là hôm nay mình đã đến đây. Thắp cho bạn, đồng đội bạn một nén hương. Tôi gọi điện cho em gái của liệt sĩ, nói anh đang đứng đây. Thì bạn ở nhà, bạn ấy xúc động, bạn ấy khóc. Tôi thay mặt mọi người thắp cần hương và nói những cái điều có thể nói là cái gửi gắm của quê nhà, của gia đình, của bạn bè đến với Giang. Trường Sa, hai tiếng thiêng liêng trong tâm khảm của hàng triệu con tim người dân đất Việt. Với mỗi nhà báo, việc được đặt chân lên mỗi hòn đảo vừa là niềm vinh dự, song đó cũng là trách nhiệm. Thông qua các tác phẩm báo chí sẽ đem đến cho khán thính giả và độc giả những hình ảnh chân thực, sống động nhất từ Trường Sa. Đó sẽ là cầu nối của nhân dân đất liền với quân và dân Trường Sa. Từ đó, mỗi người tự nhủ phải có trách nhiệm làm tốt hơn công việc của mình, trân trọng hơn với nghề mà mình đã chọn. Khi trở về đất liền, qua cái ngòi bút của mình sẽ hun đúc thêm, truyền thêm ngọn lửa để đến với bạn đọc, đến với cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước thiêng liêng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam của mình. Được chứng kiến cái cuộc sống làm việc của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, mình cũng thấu hiểu được phần nào cái gian khó mà mọi người phải vượt qua. Và như thế thì bản thân lại càng cảm phục cái tinh thần của mọi người. Thì từ những cái cảm xúc đấy thì mình luôn cố gắng để lấy được thật nhiều những hình ảnh, thông tin để có thể gửi tới bạn đọc toàn quốc những cái bài viết ý nghĩa nhất. Trường Sa hôm nay đã gần hơn với đất liền bởi thông tin vẫn ngày đêm đi về giữa hai đầu thương nhớ. Báo chí vẫn luôn là những nhịp cầu nối những bờ vui và mỗi nhà báo, phóng viên đến với Trường Sa sẽ như những cánh chim nối liền thông tin giữa đất liền với quân và dân nơi tiền tiêu bồi đắp thêm niềm tự hào về biển đảo Tổ quốc. Là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử, năm 2023 vừa qua, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bám sát chỉ đạo để thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số,
làm việc trên môi trường điện tử và đảm bảo thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từng bước khẳng định vai trò hạt nhân đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Năm 2023, anh Phạm Huy Trà cũng như toàn thể cán bộ công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt việc xử lý văn bản đi, đến trên môi trường mạng qua hệ thống VNPT iOffice. Trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, đạt 100% kế hoạch, đảm bảo đúng quy định. Sau khi tiếp nhận những cái bộ thủ tục hành chính ấy, từ trên hệ thống, từ trung tâm phục vụ hành chính công, thì anh em là thường xuyên là nghiên cứu tổng hợp tài liệu thế và để có những cái biện pháp để xử lý tham mưu cho đồng chí lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo thường trực ủy ban tỉnh xử lý trực tiếp trên môi trường mạng, đảm bảo đúng quy trình và đúng thời gian quy định. Năm 2023, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đã tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cụ thể hóa nghị quyết của tỉnh ủy, kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quan tâm nâng cấp hệ thống mạng nội bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên dùng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hiện đại hóa hành chính công. Trung tâm phục công đã thực hiện là đưa cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính iGate, nó là hệ thống mới và thử nghiệm và tiến tới là triển khai chính thức để đáp ứng các yêu cầu về tính năng kỹ thuật và chia sẻ kết nối thì dữ liệu và đáp ứng được cái nghiệp các nhiệm vụ liên quan việc cung cấp cho người dân là dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến cũng như là số hóa số trực tuyến trên môi trường tử. Năm 2023, các hệ thống phần mềm ứng dụng của cơ quan văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả, cung cấp 1.818 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 96,81%, tiếp nhận trên 43.000 văn bản đến, phát hành trên 11.000 văn bản đi trên môi trường điện tử, tỷ lệ ký số đạt 100%, trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%, nâng cấp, hoàn thiện 3 hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt tỷ lệ 72,56%, vượt 32,56% so với chỉ tiêu giao. Kết nối Cổng Dịch vụ trực tuyến của tỉnh với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, thế rồi là cái hệ thống quản lý văn bản điều hành qua cái nền tảng là LGSP của tỉnh, rồi là các cái nâng cấp cái thiết phòng họp trực tuyến của tỉnh với lại chính phủ và từ tỉnh đến các huyện, các cái địa phương, xã, phường, thị trấn ở trong toàn tỉnh thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này. Rồi nâng cấp cái cổng thông tin điện tử của tỉnh chuyển thành cái cổng giao tiếp điện tử của tỉnh. Và trên cơ sở như vậy thì đã tích hợp các cái cổng thông tin của các sở, ban ngành, các huyện để mà tích hợp vào cái cổng giao tiếp điện tử của tỉnh. Cùng với đó, năm 2023, văn phòng đã ứng dụng có hiệu quả các phần mềm để tham dự các cuộc họp, tập huấn trực tuyến với các cơ quan đơn vị, phát hành công báo điện tử đảm bảo chất lượng, nội dung theo quy định. Quan tâm cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn kiến thức đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Nâng cao nhận thức chuyển đổi số để tạo tiền đề cho năm 2024, tập trung mạnh vào xây dựng chính quyền điện tử. Và năm 2024 thì có một cái điểm mới. Đấy là sẽ triển khai 3 cái hệ thống đưa vào thực hiện. Đấy là cái hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống điều hành, chỉ đạo và hệ thống họp không giấy tờ để vào thực hiện. Đây là 3 cái hệ thống rất quan trọng trong mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Trước hết là để mà thực hiện được thì phải tổ chức tập huấn, rồi thành lập các cái ban chỉ đạo, rồi là thực hiện các cái nhiệm vụ tiếp theo thì mới đưa vào hoạt động được. Và khi 3 hệ thống này triển khai được thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là kinh phí và cho cái công tác quản lý của chính quyền các cấp. Năm 2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên các hệ thống thông tin, khắc phục các sự cố về mạng, máy tính và sử dụng các phần mềm, thư điện tử, đảm bảo hạ tầng mạng, trang thiết bị và các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động liên tục, thông suốt, sử dụng hiệu quả phần mềm, hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến, tích hợp một cửa điện tử để phục vụ tốt việc chỉ đạo, quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chiều ngày 26 tháng 1, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức hội nghị công bố 10 giống cây trồng lúa ngô địa phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận lưu hành đặc cách, công bố 66 mã số vùng trồng đã được cấp thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Nhằm bảo tồn và phát triển các giống lúa, ngô bản địa có giá trị kinh tế cao cũng như bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn gen quý,
trong năm 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện điều tra, lập hồ sơ đề nghị và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận 10 giống lúa ngô bản địa trên địa bàn tỉnh Hà Giang lưu hành đặc cách, trong đó có 8 giống lúa và 2 giống ngô. Đây đều là các giống thuần địa phương có chất lượng ngon, hương vị đặc trưng, khả năng chống chịu tốt với ngoại cảnh. Trong năm 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã kiểm tra, thẩm định và cấp 66 mã số vùng trồng trên địa bàn huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, với tổng diện tích là trên 900 ha và trên 1.600 hộ trong vùng trồng. Số lượng cây trồng được cấp mã số vùng trồng bao gồm lúa, cam, chè, thanh long và rau. Việc được công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng sẽ tạo thuận lợi cho việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa gắn với cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.